Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Mình hướng dẫn các bạn cách đi đấu trường thử nghiệm của tướng Moreau nha các bạn, quả đen. Rồi, đầu tiên chúng ta đánh hai ải này. Các bạn dùng đúng một team này nha, Lucius, ngựa, Desira, tướng mới với lại Betgy. Trong cái đấu trường thử nghiệm mới các bạn, nó có một cái cơ chế mới khá là hay. Sau khi hướng dẫn xong thì mình sẽ cho các bạn xem cái cơ chế mới ha. Với cái cơ chế mới này thì nó giúp chúng ta thở test sâu và rộng hơn về các con tướng nha các bạn. Nhất là các bạn test về các đội hình PvP, tức là thi đấu giữa người với người ở các bạn. Nó giúp chúng ta test sâu hơn. Về cái phần tiêu điểm tướng của vị tướng Moreau này các bạn thì mình đã xem qua rồi. Thật sự thì cái tiêu điểm tướng của vị tướng này cộng với cái văn phong của các bạn thì nó hơi dài dòng và nói chung là nó hơi khó hiểu một chút rồi. Và nói chung là mình đã xem qua rồi, tóm lược lại thì mình trong cái tiêu điểm tướng các bạn, mình vẫn không thấy vị tướng này nó có đặc điểm nào. Thật sự thì mình không thấy cái trong tiêu điểm tướng thì vị tướng này nó có bất cứ đặc điểm nào của vị tướng hệ ánh sáng hết các bạn. Rồi, ải tiếp theo thì các bạn dùng đội hình này. Cơ bản thì vị tướng này là chuyên đi cái gọi là chuyên đi hành hạ các người phụ nữ ha các bạn, đặc biệt là phụ nữ đã có chồng và có con đó. Anh ta kiểm soát tâm trí và trói lại, hút linh hồn mà đem vào hư không. Một hành động tàn nhẫn và độc ác gì mà tướng hệ ánh sáng các bạn. Và ngoài ra thì anh ta còn ký cái hiệp ước với một vị tướng hệ địa ngục, đó là Kogath, một trong những skill của anh ta ảnh hưởng tâm trí các bạn. Đó, ký hiệp ước của vị tướng đó, cùng sống chung với vị tướng đó các bạn, và biến Kogath thành một cái hình trong cái quyển sách ma thuật mà anh ta đang cầm. Và cuối cùng cuối của cái tiêu điểm tướng này thì nó không nói vị tướng này phục vụ cho cái đền thờ ánh sáng nào cũng như là cái nào bạn. Bản tiêu điểm tướng của vị tướng này là một vị tướng sinh ra đã có đặc điểm của người địa ngục nha, đó là có con rắn ở trong mắt và có bầy quạ xung quanh cổ vũ, như là có bầy quạ cổ vũ cũng như là kiểu như chào đón sự ra đời của chúng ta các bạn. Và anh ta đã có năng lượng pháp thuật từ nhỏ. Nói chung là có năng lượng pháp thuật từ nhỏ rồi, nhưng mà dưới sự điều khiển của người địa ngục thì anh ta bị cơ bản người địa ngục điều khiển gia đình anh ta, điều khiển mẹ anh ta, điều khiển cha anh ta đó, và cuối cùng là đưa anh ta vào cái trại trẻ mồ côi Violet, trong đó thì phát triển các năng lực pháp thuật đen tối các bạn. Và dần thì anh ta đã nghiên cứu ra, nói chung là chạm tay đến được cái sức mạnh đó là ngọn lửa các bạn. Anh ta có ngọn lửa ha. Nhờ cái ngọn lửa anh đó nên anh ta mới đưa ra điều kiện và liên kết được với tướng địa ngục là Kogath các bạn. Và nhiều bạn thắc mắc thì tại sao cái vị tướng địa ngục Kogath kia nó muốn nó lại làm quấy rối gia đình anh ta. Đơn giản thôi các bạn, nó muốn thao hóa vị tướng này. Nó muốn thao hóa vị tướng này để vị tướng này tiến sâu vào hàng ngũ tướng người địa ngục, rồi sau đó nó sẽ chiếm lấy thể xác vị tướng này các bạn. Tuy nhiên hành động của ta đã bị thất bại, cuối cùng là bị vị tướng này nhốt cơ thể vào trong cái quyển sách kia các bạn. Đó, quyển sách anh ta gì giờ lên đó, trong đó có Kogath trong đó. Kogath là một vị tướng địa ngục hình thật giá thật luôn, nhưng mà nó bị hóa lại thành cái dạng sơ khai nhất ban đầu, đó là dạng linh hồn rồi. Ok, ải này thì các bạn đổi một chút, các bạn lấy gấu ra, các bạn cho mua lửa vào. Như vậy là chúng ta đã xong 6 ải của đấu trường thử nghiệm tướng mới nha các bạn.
Rồi, sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem ha. Cho các bạn xem là sau cái mình cho các bạn xem cái cơ chế của đấu trường thử nghiệm mới nha. Rồi, đây các bạn đã thể nhận được rương rồi. Ngồi cái rương này thì chúng ta còn có một cái cơ chế mới nè. Đây. Thử nghiệm ban hội mới. Đó, chúng ta có 5 cái tem để chúng ta đánh này các bạn. Nó xếp sẵn 5 tem. Và tem này thì nó có cấp độ địch cấp độ 300, các bạn có thể cộng cấp độ lên 301, 302 hay cộng cấp 10 lên 310 mấy các bạn, lên tới 400 mấy luôn ha. Đó, các bạn có thể cộng cấp độ lên rất là nhiều. Rồi. Và trong cái thử nghiệm này các bạn rất là sướng nha, các bạn nhìn nè. Các bạn thấy gì chưa? Một vàng tướng. Cùng với đây thì chúng ta có thể cộng được cả. Đó, các bạn có thể tùy thích nha các bạn. Tùy thích các bạn điều chỉnh cái cổ vật cho các vị tướng của mình. Ví dụ vị tướng mà mình sẽ đeo cho cái máy lọc gió nè. Rồi các bạn nghĩ vị tướng địa ngục này sẽ phù hợp với tem nào nhất thì mình sẽ cho Anna vào. Winter is here. Anna thì đeo cái này, cho leo luôn. Rồi, mình sẽ đổi tiếp các bạn. Cho thêm không, cục đá hiện thời vô đây không được, để mình lấy vị tướng khác. Một vị tướng CC khống chế khó chịu đi. Ok, đeo này cũng được, không là đeo tù của bạn. Rồi, thử cho đồ hình như này nha. Rồi, ok, team đẹp rồi. Chiến các bạn. Các bạn thấy cơ chế thử nghiệm mới sướng không? Ôi quát. Gắn cái tem tào lao quá các bạn. Chết sạch. À, mình biết sao rồi, cái cấp độ trên nhiều quá nè. Như vậy thì mình có thể thử nghiệm được cái việc trên cấp độ leo map nữa các bạn. Rất là thích ha. Đó, hiện tại bên kia nó trên cấp độ mình rất là nhiều. Mình sẽ bỏ song sinh ra. Mình sẽ cho vịt vào các bạn ha. Thử. Và với cái kiểu đấu trường thử nghiệm mới này thì chúng ta thỏa sức mà thử nghiệm luôn các bạn. Đã chưa? Và đây là cái mới của đấu trường thử nghiệm mới ha. Chúng ta sẽ thử nghiệm vị tướng mới một cách toàn diện hơn. Các bạn có thể thử nghiệm được với rất là nhiều tướng đi kèm. Không ổn các bạn, không được rồi. Mình sẽ cho hầu theo tướng mới nha. Rồi. Ồ, trên quá nhiều cấp độ các bạn, khó đánh quá. Các bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách đó, thoát ra bấm vào trừ cấp độ nè. Ok, và đây là đấu trường thử nghiệm mới, cũng như là cái hướng dẫn đấu trường thử nghiệm của tướng Moron. Và video của mình ở đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu các bạn thấy hay thì like, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.